Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Và chào mừng các bạn quay trở lại với channel Gala của mình. Thì chúng ta lại chiến tiếp tục nha các bạn. ARK Riot Mod nha. Mình với em Sichum sẽ chiến tiếp tục cho các bạn xem. Ok, hello các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với series ARK Riot Mod của hai mình các bạn. Cùng anh em mình đồng hành tập tiếp theo nào. Hiểu à? Mới ngủ dậy các bạn. Mình nãy hai cũng này nằm mình kiểu bữa mà nay thiêm cũng cà thiếp á. phê. Đợi đợi em thức cho hai anh em quay chung á. Mới ngủ dậy. Giọng hơi yếu yếu á. Thế coi coi tập trước là anh em mình đã triệu hồi ra được cái con gì ta? Cái con chúa tể của rừng đúng không? Chúa tể của núi chứ. Núi 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 anh ơi. God of Mountain. Ok. Bữa nay anh em mình định summon ra con gì đây? Con cái con God of chúa tể của biển này. Cái con biển hả? cá sấu á, cái đầu này chắc cũng Swarm đúng không? Swarm như là đầm lầy hay sao á? Đầm lầy hả? Đầm lầy Đầm chứ không phải lầy. biển à. Biển là gì ta? Ocean Biển. thì đúng không? Biển là ocean hoặc là sea. Ocean thì là đúng không? Đúng Cái đó rồi, đọc là cái đó gì? là đọc là ocean. Ocean. Cái đó đọc là ocean nha các bạn. Đại dương á. Còn Đó. cái God Swarm này là đầm lầy hả? Dạ đúng rồi. À, như vậy là mình sẽ học được thêm một cái từ vựng nữa nha các bạn. Đang tập hành học tiếng Anh nha. Swarm. Đó đúng không? Cái đó là đầm lầy. Chắc Đúng chưa rồi. nha? Rồi, anh có cần em lên Google em dịch thử không? Thôi khỏi đi, Ocean với Swarm. Đó, chúng ta lại có được thêm hai cái từ vựng nữa nha bạn. Người đang tập tành học tiếng Anh nha. Ờ, nhớ nha bạn nha, vừa chơi game mà vừa học tiếng Anh luôn á. Quá ngon nha bạn. Thường mình đọc là đó là gì? Ocean. Dưới Swarm. Ocean. Phải cái đọc tiếng Anh. Swarm là đúng rồi đó. Chỉ cái ocean là nó sai sai thôi. Ocean. Ok. Đi em ơi. Đi farm linh hồn đi nha các bạn, để triệu hồi ra cái con đó. Rồi để em chế cái bàn này em coi thử coi. Metal work này là nó để làm cái gì đây ta? Bữa giờ em kiếm cái bàn này sắp mặt luôn, bữa nay mới thấy cái bàn này. Hôm qua là cái con chúa tể của núi nè bạn. Con này nó không có được xịn lắm á. Con này quánh được có 1.9 triệu, 2 triệu à. Không phê lắm. Nó 2 triệu đam. Ồ, trong này nó chế nhiều cái cũng hay phết. Metal này là ồ, hiểu rồi. Gì đấy? Sao em muốn chế cái bàn nào đâu? Đây 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 nè, anh vô nhìn cái bàn Metal Work ở trong mod Gaia này có chế được nhiều đồ lắm. Metal World. Ôi cái gì mà nhiều dữ vậy? Chế giáp, chế vũ khí nè, rồi có nhiều cái lắm. Ôi, có bộ cánh kìa, Phương làm bộ cánh thử không? Đâu? Gaia xui skin cái cánh dơi á. Xui. Ui, rồi nó cần mấy quặng ghê vậy, titanium các kiểu. Nó cần Trời cái ơi. Sti inrod kìa. Wow. Nè, Sti inrod anh có Steel God nè. Metal Metal 2 inrod. với Fiber. Fiber với 2. 2 có nè. Ui, anh Phương thử Fiber. làm bộ cánh, anh Phương bài thử coi, em coi Ok. thử. Fiber nè, rồi Metal nè. Ok, Rồi lấy qua chế đi em. Metal, Fiber. Đây. Ở dưới này có cái bộ giáp mà nó để là cộng tới 1.000% luôn kìa. 500%. 1.000% Một luôn. Cái bộ giáp ở dưới á. 1.000%. Guardian Boots. Ui, chế nhiều đồ dữ ta. Chế nhiều nguyên liệu vậy. Thấy mấy đó cũng dễ Ui. chế mà. Ui, anh nhìn cái quả kiếm to không? Quả kiếm như quả khiên kìa anh Phương. Ờ, thấy à, thấy à. Ôi, hồi nữa em ngồi em nghiên cứu em chế mấy cái này mới được. Rồi, được cái cánh nè. Titan. Steel God hả? Steel God. À, muốn chế cái cục Titan này là farm mấy cái cục mà vàng bạc rồi đó, đồng rồi đó. Copper nè, rồi về đây zinc, rồi lên thêm nữa là bronze, Nè rồi có nè, brass. có nè. Wow. Rồi anh Phương mở cánh cho Phương ba thử coi. Inrod. Ok. Double zoom. Rồi ok. Không biết cái cánh Ờ như trong vậy. Raya này nó sẽ như thế nào các bạn. Anh Để Phương đang mang bay. đồ test rồi mà đâu 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 có mặc cái đó được. Vậy Để cho bay em mượn đi. thử. Ok, để anh gắn vô cái áo thường thử. Rồi, Phương Mai thử đi. Rồi, cánh nó đẹp không?
Khoan, áo thường đâu hết rồi ta? Kilo nhà mình đâu rồi? À đây. Ủa sao không có cái áo thường nữa chứ gì? Ủa cái con này nó bị fix cái tỷ lệ ráp đồ rồi anh Phương, xem thấy nó ráp chậm vậy? Không biết nữa, hay là anh em mình tăng quá quá đà hay sao? Cái con đó là mặc định nó đã. Em còn cái áo nào nữa không? Em còn cái áo nào nữa không? Thôi em có một cái à. Cái cánh gắn vô cái áo rồi chừng nữa mình có thể là lấy ra được đúng không ta? Được được. Rồi ok, mình bỏ vô cái áo này thử nhé bạn. Rồi, Phương bay thử đi. Xem nó bay ba đạo không? Ôi trong đây có áo nè, thoải mái. Có cái áo của anh Phương bộ. Đù. Cái cánh nhìn cũng im quá ha, cái viền nó màu cam. Thấy chưa? Thấy thấy anh ơi. Rồi bay nè. Ui là trời. Ui tốc độ như như điện luôn các bạn. Kiểu mà nó tự động mà kiểu mà em ngóc lên á, ngước cái con chuột lên á. Đúng không? Đúng không? Là nó tự động nó bay lên luôn. Ui mà nó nhanh quá à. Xịn thật sự. Gắn chế thêm một cánh nữa đi anh em mình cùng bay. Phê anh nhỉ. Được ở ngoài biển luôn kìa. Xin không? Ôi, trời ơi, bay. Ôi, cái này nhiều khi bay nhanh hơn cái con phản lực luôn anh ơi. Bữa nào test đua thử coi. Trời ơi, thấy không, thấy không? Đã. Sao cái con bay vô mà rồi ta? À đúng rồi, em lấy con bay em test thử coi. Chắc dễ về lại, chắc không lại đâu. Cái con nó để đâu ta? Em đang kiếm con đó. Đã hả bạn? Nói chung là mấy cái game này nó có nhiều thứ hay ho. Người hùng ti chớp. À, em đang chế mấy cái copper hả? Nè con mấy con. Hỏi anh ơi. Đùa thử không? Đâu? Đây nè. Cái con này hết gà rồi. Từ. Em lấy miếng gà kia đã. Hết xăng rồi. Con này phải đổi tên lại nha các bạn. Đổi tên là máy bay chiến đấu á em. Được anh ơi. Thôi tôi làm cho mấy cái bơm xong rồi chiến đấu thử. Ghê. Đi giờ. Đi giờ. Đi sẵn pha linh hồn luôn nha. Ok. Ê. Đây. Bay đây. Thành liên bay rồi. Từ từ để anh bắt chớn bay. Nè đây, bay nào đây. Rồi đâu rồi chứ, đúa nào chứ, đúa nào bạn. thấy rồi nè đúa bay đây bay thẳng tới đây anh đang bay theo rồi cũng được các bạn sánh ngang với con đó mà kìa thanh niên phóng rồi. Nhưng mà anh vẫn có cảm giác là anh gượng theo kịp. Em chưa bấm nút đi tới nha, bây giờ bấm nút đi tới nè. Mất anh Phương à. Dù sao cánh này cũng nó gì cũng nhanh nữa các bạn. Xịn rồi. Nhưng mà tốc độ không bằng con này rồi, nó bay phải chưởng rồi. Nó đập cánh như chim gùi á. À, để coi coi anh em mình qua bên sa mạc đi để farm mấy cái linh hồn đi. Ôi có mấy con Bron to xương đây nữa mà. Đẹp, thấy anh Phương rồi nè. Anh Phương anh đang dưới đất đúng không? Đúng rồi. Qua bên sa mạc đi em, tay lên qua sa mạc đi. Con này bay đúng đã luôn. Trời, sa mạc không? Hay là đưa em về nhà vậy? Qua bên sa mạc đi, để anh tí, để lên kiểm tra coi nó còn thiếu linh hồn gì nhé các bạn. God nè. Swap. Chúng ta thiếu linh hồn mà Forzan nè, Zurian nè. Với mà Wicked. Nắm cần Rare, Mushroom, ok, Rare Mushroom, dễ. Rồi cái gì nữa ta? Cá. Đêm ơi.
với lại Mày qua chưa? Thôi qua rồi, qua rồi. Ui mình ghét bên đây các bạn ơi. Mỗi lần qua bên đây là kiểu mà cái mặt nó 1, sẽ bị 2. Nắng Tại Phương đứng ở nhà ta. Tay lên qua đi, tay lên qua đi. Mình chỉnh 12 giờ đêm các bạn. Phải trưởng. Không mới chỉnh 6 giờ sáng đi. Đó, về cho nó đỡ nóng. Đêm ơi. Rồi, ok. Đây nè, con gọc bên đây nè. Rồi, quýt kìa. Rồi, có quỷ boss kìa, có quỷ boss kìa, xúc luôn đi. Xúc luôn, anh này vô quất luôn nha. Vừa la lên nha, khỏi tắt nhạc nha. Ờ, vô. Rồi, đúng rồi, phải nói khí thế vô, đó, có tiếng nhạc có thấy không? Rồi, ok. Hay quá. Khổ quá mày. Paladot nè nè, Rurian nè. Rurian nè. Con này hình như là Wicked luôn nè. Verlam nè. Xa quá không nhận được. Gọc nè rồi. Rồi chơi đây luôn nè. Hay quá anh ơi, con voi luôn nè. Con voi nè, coi lên level mấy nè. 135 nè, hốt nó nè. Con này thường nè. Ok, thường giờ là bắt anh ơi. Ok. Ui, nhóc chân nè em ơi. 60. Bây giờ tự nhiên nó spawn ra thú hơi bị nhiều các bạn. Poison. Xúc hết mấy gồng rồi luôn. Ê, con tê giác giết luôn hả? 25. Nè, Rudian đây nè. Nhận được không? Không, xa quá. Đây luôn nè em ơi. Abaddon kìa, có gọng Abaddon phía trước nè. Ui, 180. Ngon. Ui, tớn ơi. Lấy cái con 180 con... là xịn lắm nha bạn. Lấy chó ra đi, lấy chó ra đi mời. Okay. Chó ra mới được. Con này lơ mơ là đam cũng quá, một cạp chắc tiến hóa lên anh nghĩ bao nhiêu rồi. Chắc tầm 10 triệu á. 10 triệu á. 10 triệu là sẽ mạnh hơn cái con hiện tại này luôn nha bạn. Con hiện tại này cắn có 7 triệu à. Vị thần của lửa là mình đang cưỡi nè. Mà cắn có 7 triệu đúng không? 7 triệu rưỡi. Con đó lên level 180 là mà chúng ta tiến hóa lên Redlet á. Gì Rootlet chứ. Rồi xỉu anh ơi. Tiến hóa lên Rootlet là ngon lành lắm nha mày. Mày hả mấy kiếm. Hy vọng là 10 triệu đam nha. Em có thật không? Đẹp. Đẹp nó. Chưa hả? Nó gần chết luôn kìa. Oh my god. Thịt đùi đúng không? Đây. Thịt đùi được. Rồi, bỏ xuống tem nè. Ôi. Đẹp. Ui, 169 luôn. Quá ngon. 170 á, 270 á. Đã chậm một tí. Ê, nó bay vậy có khi nào mới biến mất không ta? Quên cho nó đi, nó chắc cờ đúng không? Ờ, mà nó chắc nó biến giờ hay sao đâu. Về nhà rồi. Đây. Đúng. Ủa, Forzen chứ, Rurian à. 20 à, giúp mày luôn. Kìa có con Headworm luôn. Chưa, mình chưa bắt con voi đó, con Forzen đây nè. Quên bấm đồng hồ rồi, giờ báo đồng hồ là bao nhiêu phút ta. Để nó tính thời gian đi, đỡ video dài. Đi em ơi, bên đây nè.
dễ bay theo hơn. Bên đây còn có cái con gì nè, cái con voi em chưa bắt nữa. Ôi cạp cái mất tích luôn rồi. Phô giật nè em ơi. Ok. Chạy được không? Được. Đây đó nè. Em cứ bay theo anh thôi. Nhẹ nhàng. Rồi có con bò cạp ấy rồi, bò cạp rơm nè. Con này chắc là chép đúng không? Không, con chép là nó ba màu. Ok. Đây, con này nhiều linh hồn nè. Đúng không? Đó em nhận được 4 loại không? Có. Ok, nó ngon nha. Ê, có con gì nhỏ xíu nè. Đâu? Đây, con này. Ôi, nó có cái sừng nhỏ xíu nè. Thôi. Con này gì đây? Con này con. Nhưng mà chắc là mấy cái con này kiểu mà anh em mình bắt là nó cho mình kiếm mà đồ xịn hay sao, nó giúp mình farm đồ ấy, chứ không lẽ ngẫu nhiên. Nó đâu spawn ngẫu nhiên gì đâu. Ép sweet hả? Cái con này mới bay lớn nó bị cắm sừng rồi trời. Gì đấy? Em gì á? Rồi. Anh bắn nó cái đó có trái tim á. Tự nha. Anh bắn nó giờ. Có bắn tên thử không? Xíu nào. Rồi. Lạc. Quan trọng là nó ăn cái gì thôi. Đừng nói nó ăn cái não rơm nha. Ôi cái con này sản xuất polymer được kìa. Sản xuất thấy polymer không? Từ metal. Ai chưởng thiệt. Thịt chứ nó không ăn đâu. Chắc xả con này quá này, con này kiếp bồ kencho cho nó ăn đồ xịn rồi. Ăn đồ xịn. Đó, được một cái rosen nè. Đi em ơi. Nó ăn đồ quá xịn đấy bạn. Còn nhỏ mà ăn đồ xịn quá. Trời. Chắc con đó chủ yếu là sản xuất polymer thôi. Polymer thì chỉ cần đi farm tí là có. Đập vài cuốc thôi là một đầy. Đi mày. Cái con hồi nãy đâu ta? Con Happy Watchman này nhiều quá ta. Batman. Cái con voi hồi nãy đâu mất tiêu. Voi Phantom á hả? Hay là voi gì? Cái con voi mà mình định bắt á, con voi rơm á, con voi đó tiến hóa được á. Gặp hoa lắm, không biết có bị giết chưa nữa. À đây, có gì nè. Hèn ơi. Ờ ok, bắt con đó đi. Ê, có con Basilis phía sau luôn kìa. Chọc con lắc. Ripper nè. Rồi, lại cầm nó đi mày, lại cầm nó đi. Đây rồi. Bắt luôn con voi luôn nha các bạn. Anh Phương cho nó một tên giùm em đấy. Anh cho nó một tên giùm em nha. Ok, từ. Chưa? Cho anh cho rồi. Đầy máu rồi đó. Cho đi. Để em xài kill liên tục người nó, để nó lên turbo kìa. Xài đi. Chắc một cạp một xíu nha. Ủa, con này đụng cho người là nó bị đẩy ra hả? Xài đi. Cái nữa. Cái nữa. Rồi, ok. Con này ăn rum dino food nha bạn. Chỉ đó mình sẽ tiến hóa nó lên. Test thử cho bạn xem. Cho nó một cái dino food vô là tem nè. Lên. Đấy. 202. Cái này dễ bắt quá hả? Dạ. Về đi em. Về đi. Mấy con này để chỗ, cái này là thú á, để chỗ hôm ở nhà riết đông quá. Hồi nãy mình thiếu linh hồn gì với linh hồn gì ta? Rurian, Forzen với mà Wicked đúng không? Forzen. Đúng rồi. Đây.
Durian. Durian nãy giờ chắc nhiều rồi đó. Quan trọng là kiếm Wicked với bà Poison thôi. Đây đây chân à. Đây là phía trước nữa này cho mày. Ui hai bà con luôn. Bà con hả ta? Ý. Ơ. Ý. Ý. Xỉu xỉu ý ý ý. Phải nó xỉu em xỉu, nó xỉu em xỉu. Ôi con gồng kia bỏ chạy đi đâu kìa. Kìa con gồng kia nó thấy mình xỉu nó bỏ nhà ra đi kìa bạn. Phải rồi. Nhìn nó bỏ đi kìa. Đi kìa. Đi đâu vậy ta? Ui hèn. Tiếng này chết rồi. Đây mày đây nè mày. Ôi đây nhóc chơi nào Trâm ơi. Còn quýt kịch level 1.6. Ôi thôi xong. Ôi 1.6 à. Em vừa nhìn level nó phương cạp chết luôn rồi. Thấy rồi hình như là cái mấy con quýt kịch đó là tiến hóa được á. Được mấy con rồng. À không sao sao em ơi, ở đây có con quýt kịch nữa nè em ơi. Ui level 55 à. Con nãy mạnh đó, con nãy có 1.6 là cũng xịn lắm á. Đủ chưa em nghĩ là đủ chưa? Lên trên đây nè. Bao nhiêu rồi ta? Ra qua đây luôn này cho mày. Ok. Đây luôn này mày, Wicked đó. Nãy giờ lâm anh em mình còn thiếu Wicked thôi. Mấy con này là Wicked luôn đúng không? Ok. Ok luôn. Anh em mình đi chung với nhau farm nên lên hồn dễ. Ờ chế vàng. Durian nè, Frozen nè. Rồi con chó sói kìa. Chó sói rơm nè. Ủa con rơm này sao cái màu nó kỳ kỳ ra đúng không? Đúng rồi con này, đúng rồi con rơm này là đúng rồi đó. Con này ủa soi không được nó ta. À đây. Cái con rơm mà ba màu á là cái con chép là con boss nó bắt không được. Mà con mấy con một màu sao đúng không? Cái con này con nó mạnh dữ lắm. Không đâu không mạnh đâu. Con rơm bây giờ nó cái mà nó đúng lại á nó không mạnh lắm đâu. Boss đụng cái mà. Con nào nó đụng vô con nó không chết luôn không? Nó cắn quay mình cái chết. Thì lượng lượng khu ngoài này biết biết đâu gặp cái con gì nè, Dodo Red quá trời nè anh Phương. Sao? Quýt kịch bên đây quá trời nè. Đâu đâu? Mấy con rồng quýt kịch nè. À rồi ok. Kiểm tra đi, kiểm tra đi. Chín chục. Ui trời, xỉu 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 rồng quýt xỉu anh ơi. Tỉnh giờ, tỉnh giờ. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Con rồng em xỉu, bà cha nói. Rồng đâu con chó mà. À, chó chó, chó sói làm chạy bãi. Nó bị con rồng không có xỉu. Mấy con rồng quýt kịch nó đam xỉu ghê lắm anh ơi. Ờ. Ôi rồi, cái loại đã độc rồi. Cho mấy cái đồ gì đâu không cho cả đống á bạn. Lọc đồ bớt lên nè, nhiều quá. Hát chẹt. Đi chưa? Bên đây này giết con quýt kịch này nữa nghĩa là về chắc đủ rồi đó. Đủ chưa? À con ngựa kìa. Level 50 thôi về em ơi. Đủ rồi. Thank you.
Về nha bạn. Về chịu hồi ra cái con cá sấu thôi rồi. Chúa tể của đầm lầy. God gì nè, God of Swarm. Trời ơi, thủ nhà để đó, để linh hồn cho nè. Phương quật cái đám kia ra ngoài đâu anh Phương. Các bạn ta lên nhà mình nhiều quá rồi. Không ăn xuống dưới được. 25 linh hồn poison nữa em ơi. Trời, cái bọn này xuống dưới kia đó. Ủa, anh quất nó bắn cái tim kìa. Đúng rồi, cái này nó có trái tim mà. Tác hại mà khi mà các bạn chơi mà gặp con nào cũng bắt là gì nè. Đóng. Anh nhìn cái chỗ dưới kia một chùm luôn kìa. Riết ra không biết con nào mạnh luôn á. Con nào cũng bắt hết. Con nào không xài anh em mình chế mấy cái gì nè. Quả cầu thu nó vô đi. Ok anh ơi. Hợp lý hợp lý. Không biết nước cái đâu rồi. Rồi đây, cái bàn đây, kéo ra bớt mới được. Chó của tao luôn. Cái bàn kia tên gì ta? Khó. Ôi ôi mấy cái con yếu yếu kiểu mà rip phim mà hồi đời đầu. Sao ta giết không ta? Rồi, thôi đi chắc mình thu vô đi nha các bạn. Để thôi giết mấy con. Mấy ông lại bảo mình ác. Giác mấy cái dù em thử nha. Gặp trứng nó quánh mình về đời tới rồi. Khó chịu lắm sư. Loại nào không? Nghe lấy tunic. Room generator. Generator nha. Room paradox. Fuck. Mà từ từ đi. Rồi cho mình remove tracker mấy con này hết quá. Mấy con này chúng ta không có xài. Đó, có dây điện vô là được. Rồi, chúng ta remove hết mấy chơi, hết chơi mấy cái tracker này nha bạn, cho nó đỡ bị nhưng mà nhiều quá. Rồi, giờ quay lại chỗ hôm này. Ê, để mấy cái linh hồn vô đi cho mày. Ok anh ơi. Đang chế mấy giờ, chế mấy quả cầu vậy không? Đó, anh phải. Ok. Quá các bạn ơi, thu hết trơn mấy con nào không cần thiết lại mới được. Nhiều quá nhiều. God of Swarm thiếu 8 cái poison với lại 4 cái wicked. Ôi, ôi ý là vậy mà còn thiếu hai thằng gom vậy mà còn thiếu nữa các bạn. Để mà đảo qua thêm kia cái nữa. Poison với Wicked đúng không? Gắng cố gắng trong tập này mình sẽ chịu hồi ra cái con đó luôn cho các bạn xem nha các bạn. Quay lại sa mạc đi mà. Chịu hồi ra cái con vị thần của đầm lầy. Nó xấu á. Cái remote của em là hư rồi hả? Bánh tèo vậy?
Tại đây qua anh nha. Hả? Tại đây qua chỗ của anh là có mấy con Frozen nè. Chế cái điểm mới. Ui, có con Abaddon 175 luôn nè. Hồi nãy con kia anh em mình bắt là nhiêu ta? 108 à? Ủa, khoan. À đây, hết rồi. Đây, chưa, em tưởng con Hỏa Long Dương em cũng bị mất rồi chứ. Con này tới 175 luôn nè các bạn. Xịn thật sự. Không, là poison nè. Đây, ok rồi. Không ạ. Ồ, chịu luôn, ghê thật sự. Con rồng Abaddon nào đấy. Ui, 175 luôn đã phải không? Thôi đi, mình có con 180 rồi. Bắt lại phối hay gì? Con này chắc không phối được đâu. Được, mấy con này đâu phải boss đâu. Được không? Được. Ôi, 175 là cũng... Bố thì gì mình này nọ ra. Wicked Poison 100 nè. Wicked đây. Wicked nè. Thiếu Poison với lại... Mấy con kiếm nó gược nhau chứ. Ai da, bấm lỗ. À. Trời, bay khó chịu. Quang bay đây. Nè 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 em ơi, đây nè, Poison đây nè. Được không? Đây. Được, 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 được. Rồi, ok. Còn bay nhanh nè, phía thẳng ra ngoài này nè, thẳng ra đây nè. Loại kia chuẩn phương rồi, phương gắn tiêu rồi. Đây, con gắn này, con gắn này, con gắn này. Đó. Đó, 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 đó. Đùa nốt nè. Quay lại khu sa mạc đây ba. Khu sa mạc thấy nó nhiều. Rồi Wicked nè, Wicked nè. Ôi, Wicked chắc rửa nè, Wicked. Nhanh rồi, sorry em. Nãy giờ mình nhanh quá nhanh đó bạn. Rất lẹn. Cho một vải màu. Đây đây con Frozen nè em ơi. Ui. Hai chục. Trong bữa đây là anh Phương ơi. Đi giết okay. Nó cái tên hồn nha. Tàn sát nó đi em ơi. Ôi có con Wicked Sabino nữa kìa. 50. Quốc lên đây. Đủ chưa ta? Chừng với bọn này. Họ có đồng băng cho nên nè. Nên chắc cũng đủ rồi đó. Okay. Con này nữa chắc về là spawn ra được. Kìa phía trước này có con gọc băng nữa nè, cho giác cứu nè. Em đến đây, mày hả bụi. Con nào nữa không? Chó nè. Chó nè. Đó. Rồi xong, đủ rồi nè. Dạ em ơi. Dạ dạ dạ. Chơi tự farm thì nó cũng nhưng mà cho nó đúng các bạn, cho nó sướng chứ khỏi có cần chết gì vậy. Chúng ta chơi từ 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 kiểu mà có làm thì mới có ăn đúng không, chăm chỉ xíu có làm thì mới có ăn. God nè, đó đủ rồi nè em ơi, chơi con cá sấu nha. Ok anh ơi, để em nghiên cứu em làm đồ ăn cho nó kìa. Mushroom, thịt cá với lại Wicked. Ui, ui nó ăn cái gì ta? Nó ăn sushi anh ơi. Swam. Swam si nha mày. Là sushi đấy. Thịt cá, nấm với mà linh hồn Wicked.
đá núm. Rồi, xuống dưới biển một xíu nè. Linh hồn quýt kịch thiếu một linh hồn. Em đang có 8 linh hồn quýt kịch. Ok được em ơi. Có con nào bơi dưới nước được không ta? Vậy thịt cá hả? Cá có không? Có không? Có, trời đất ơi, nhà mình cơ sở kinh doanh cá. Ờ ha. quên, cá nó bơi đầy nhà. Ủa sao không còn con nào chứ vậy? Ủa gì kỳ vậy? Anh Phương thèm cá hồi vừa ăn mình đúng không? Ủa gì kỳ vậy? Lúc cần cá sao không có con nào chứ các bạn? Hồi nãy lúc đầu video vô là một đống cá luôn á. Kỳ ta. Em đi farm cá luôn hay giờ? Không, em đang đi đi lấy mushroom mình rồi. Vô đàn bàn. Mushroom ở trong mấy cái bàn á. Ây da, sao lúc cần không có một con cá luôn á trời. Mushroom nè, rồi Rain flower nè. Đó rồi. Một búa hai búa là đủ. Sao rồi, có cá chưa? Chưa anh ơi, đây. Đã đi xuống biển luôn. Đây, có cá rồi. Ui, mấy cá mập đây luôn này. Có luôn hả? Có luôn anh ơi. Ok, ngon quá. Có giờ anh đang bơi ra biển. Có nhiều lắm anh ơi, 10.000 thịt cá. Ok. Mấy cái mushroom hồi bữa trước mình nhớ mình farm nhiều lắm các bạn. Có rồi, về thôi. Đây thịt cá. Có giờ, có giờ. Có đầy đủ anh ơi. Chứ yên luôn, chứ yên luôn. Đó là được 2 miếng sushi kìa anh Phương. Rồi ok, lấy đi em ơi. Đây, chuẩn bị sẵn luôn nha các bạn. Rồi, 2 miếng này để tem 2 con nha các bạn. Chúng ta chuẩn bị test nhân phẩm nữa nè. Tem coi level được bao nhiêu, level 200 không? Đâu đây? Đấy, đúng luôn thôi. Hợp lý. Ủa nhưng mà cái bàn tele này nó chỉnh lại chỗ nào là màu xanh trên lắc dương anh? Trên đầu á. Cái đầu tiên nhớ đi. Cái này nó không có phân biệt ra, hồi trước bên kia nó còn ghi là blue hay là green gì đó, không biết. Rồi, còn quả long. Long đâu rồi? Đó, chiều hồi đó luôn nha. Rồi. Rồi nè các bạn, con cá sấu nè các bạn, chúa tể của đầm lầy nha các bạn. Đó. Trời ơi, gớm vậy. Đó. 180 triệu. Cái gì mà bông hoa lá hẹ gì lắm chứ giờ. Trời ơi, bạn nhìn cái sáu nè. Hài vãi. 180 triệu máu nha bạn. Còn turbo thì khỏi nói, 6 tỷ. Con này phun lửa cũng đứng đẹp rồi ta. 6 tỷ 3. Con này không phun lửa được đúng không? Phun lửa không thấm, phải cặp chui rồi. Không chín. Mấy con này thì cho anh em mình đi về đây. Mỗi con boss này sẽ cho anh em một khi được chơi đó. Đừng nói nó cho cái vòng hoa gắn cái đầu nha. Anh em cũng cho khá khá nhiều đồ em ơi. Rồi xuống kiểm tra đi, kiểm tra nó cho gì vậy? Nó cho được cái cây núm gì kìa. Cây núm nè. Cái này ăn vô là chắc là hóa to là giống như Mario đúng không? Núm đó là dùng để rush cái con Paradox Boss loại 2 em. Ok, hồi nữa anh em mình thu phục được cái chó này. Gì nữa ta? Cây cung. Cái lượng 10 mũi tên. Đây phần không, nào có cho. Cái, nó có cho mình cái gì lạ lạ nữa. Thấy nó hiện lên mà. Cái búa, cái rìu nè anh. Epic Hatchet. Cái búa giống như là anh em mình lúc đầu giết cái con kia á. Đây, thôi. Sao bây giờ sao? Nhân phẩm em sao? Em trước cái đoạn anh trước đúng không? Bây giờ mấy tập trước là em trước, em tèo quá, bây giờ anh trước cho. Ok nha. Để thay đổi lên thử các bạn coi nhân phẩm dùm có thay đổi không nha các bạn.
Giờ mình sẽ triệu hồi ra cái con đó trước. Triệu hồi đi, em lấy letter để bắn nó cho. Ok nha. Để anh tăng cho. Rồi để mình triệu hồi nha các bạn. Đó. Ui cái con 80. 80. 80 chắc một cũng được tên. Rồi. Ở đây em lấy chó. Đó để nó lên tôi bồ ra kìa. Kìa. Sao vô lý. Đéo. Ui nó cắn xỉu, nó cắn xỉu, con này cắn xỉu. Ở đây rồi. Cái tên này không có dùng cái boss này hả ta? Lên đó, lên đó, lên đó. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Em đang ngồi trên thú nha, what? Cái gì vậy? Nó cạp xin thú nó hả? Nó cạp xỉu luôn kìa vãi nồi. Nó cạp hồi đi con chó em rồi, con chó em tên gì vậy? Chó em là sói gì chùm. Rồi ăn cám luôn. Nó đang xỉu hả? Đúng rồi. Ui vãi nồi, thôi tai rồi. Oh man. Rồi con Gigan em ơi. Con Gigan tên gì vậy? Con Gigan tên là Wicked Gigan á. Má chửi con này cạp một cạp xỉu á. My god. Rồi ok. Một hit nữa nè, một hit nữa nó xỉu. Mày. Hay quá anh ơi. Con này ghê. Sốc đam nha các bạn. Bỏ bỏ thức ăn vô đi mày, bỏ thức ăn vô đi. Phương không cứu mình, cứu đó lại còn. Ôi nhìn con cá sấu này gang kiểu mà cháy khóm quá bạn. Rồi nguyên cái cháy khóm nó để đầu nữa mà. Cho em mới xỉu cái mùa Tết luôn. Em nghe tiếng con gì nó bò lại gần anh Phương ơi. Em cho năng đi, em cho năng đi. Sushi nè. Rồi dọn tên mình rồi. Ôi là cái lượng đam với cái lượng máu của cái con này. Thôi theo cảm giác của anh là chắc con cá sấu này không mạnh. XB. Mình nghĩ là chắc không mạnh lắm đâu à. Tỉnh 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 tỉnh. Đó em tăng giúp nha. Ok nè. Còn một hy vọng cho con của mình, không biết là level cao không đây. Con này là thấy cái mồi này là phế rồi nè. Bao nhiêu máu rồi anh Phương? 1 triệu mấy đúng không? Hay là 10 mấy triệu vậy? Biết nên chừng em gian đang cho ông kia vậy? 23 triệu. Con này chắc tầm 30, 34 triệu các bạn. Ôi, con này đam to rồi, con này đam to, em thấy 100 mấy nhảy không? Đâu? Con này em nghĩ chắc cỡ 25.100 đam. À không không, 50 nó lộn. Anh nghĩ chắc nó cắn tầm khoảng chừng 4 triệu hết lốc. Phải không? Thử đi. Mình nghĩ con này chắc cắn tầm khoảng chừng 4 triệu các bạn. Rồi các bạn cho anh thử nè. Thử không? Rồi thử đi. Con này xuống nước nó bơi lẹ nữa. Ồ trên mình nó một nấm rít tò giùm lắm. Chở đi được không? Ồ được anh ơi. Đi mình ngồi dưới đất luôn rồi. Rồi nhìn bơi. Nhìn bơi đã bay xuống nước nhìn bơi rồi. Trời đất ơi. Phải rồi. Anh nghĩ là 500 tốc độ di chuyển là được. 500%. Ui cái gì vậy? What? Cái gì vậy? Trời ơi, trời đất ơi. 5 triệu. What the fuck? Anh Phương nói gì cơ? 32 triệu. Ui. What the fuck? Wait a minute. Cái gì dữ vậy? Thử lại nha, thử lại nha. À,
trời ơi, quả 12 triệu các bạn. Đam gì là đúng anh Phương ơi. Mấy cái con gót rồng của mình có 5.000% đam à. Con này gần 50.000% lận anh ơi. Trời đất ơi, ghê gì. Oh my god, cái này là mới level 90 thôi mà đã bắt cắn 32 triệu rồi đó. Wow. Ta, mình không tin được luôn các bạn. Ghê em ơi, xịn. Xịn. Rồi. Tớ uống coca mà nó không đầy máu lên. Tới con em luôn rồi, tới con em. Ok, đồng ý em ơi. Xem nào. Cái con này mà cắn được xỉu nữa thì thôi. Phan nha. Cái này. Không, cái con này cắn được xỉu mà. Nhưng mà cắn cái này con nó chết bả rồi, lấy cho mày xỉu. Trời. Wicked Gigant. Rồi em gọi con em ra đi. Em phải đưa con sói này. Phương rồi nhận phẩm si chùm các bạn. Em lên 180 nên sói gọi em nhá. Phải không? Đợi nha. 200 luôn nè. Trời ơi. 20 nghỉ game. Chuẩn bị nha. Quật. Summon. 80. Cái đồ. yếu. Ôi hai anh em bị chang đúng không? Anh cũng 90 à? Đúng anh rồi. 90 đúng không? 80 à? Xỉu ok anh ơi. Nó xỉu rồi kìa. Hồi nãy hình như là mình cũng 80 cái ta, 80 hay 90? 80. Hai anh em mình là bằng nhau rồi. Nhưng mà quan trọng đam của anh mới 17 kìa, đam em có 8 giọt kìa. Có 8 điểm kìa thấy không? Kìa. Dạ. Phế rồi. Ôi không, tăng lên 13 kìa. 16 điểm máu, 13 điểm đam. Rồi. Con lành. Rồi, tăng đi. Trời cái phần trăm đam nó nhảy các bạn nhìn phê không? Con mình chắc cũng chắc thua anh Phương đam một tí. Rồi, 32 triệu đam các bạn. Thấy ghê giờ. Thiệt xịn thật sự. Phê thiệt cái ơi. Con này như là đam cao nhất của anh em mình rồi đúng không? Đúng rồi. Con cái gì chúa tể của lửa, chả có xi nhê gì con này luôn trời. Rồi, con em thua ạ. Phần trăm anh Phương 3.000 thì phải. Cái con em quánh được 30. 30 triệu 30. Hoặc là tầm 28 triệu. Bét thằng động toán học nha mày. Tính là như hấm đâu. Nên là chắc gây vào khoảng 28 triệu đấy. Năm trăm phần trăm tốc độ di chuyển thôi. Rồi là speed đi quay đó. Rồi ok anh ơi. Nè chúng ta cùng test nha các bạn. Chúa tể đâm lầy nha các bạn. Đói con này đói, cho nó thịt vô. Có em nhiêu 720 đúng không? Con anh 720 nè, bằng nhau nè. Nhưng mà cái lượng đam của con bẩm sinh của anh xịn hơn. Đúng rồi, 46.000 của em 43.000. Chênh lệch 3.000 nha bạn. Đây. Rồi, test đam nè. Có. Ui, sao có 13 triệu vậy? Sao trên nó chênh lệch dữ vậy? Giỡn thôi đó, này em mới xài đúng xe à, chưa xài dùng trái. À. Qua luôn, băng qua xong luôn. Còn cái chiêu chuột phải đó, chiêu chuột phải chưa xài, nó chiêu sấy. Sấy kìa. En. Ôi con cá gì dữ kìa. Kẹp đây. 30 y chóc luôn. 30 triệu. Sấy nè. Sấy bao nhiêu đẹp vậy? Lên đây nè, sấy thứ ơi. Nhưng nó sấy được luôn rồi. Sấy nó không tính đam ta. Nó không hiện đam anh ơi, nhưng mà có chết đó. Đó. Sấy nó không hiện đam các bạn. Chiêu C mình 13 triệu. Chiêu cạp thì 32 triệu. Phải cà nồi. Xịn thật sự. Rồi luôn xuống đi farm thịt cá nhóc hết trơn.
nhẹ cái 13 triệu đúng không? Kinh dị. Con này mạnh, giờ như là đam 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 thường là to nhất của anh em mình rồi đúng không? Đúng rồi. Đang hiện tại. Giật. Chùm ra mày. Giờ gặp boss là có thể là chiến boss được đó bạn. Thoải mái. 32 triệu giờ sợ thằng nào nữa giờ. Chùm ba mấy thằng này cái đầu liền. Series chơi càng ngày càng cuốn đó bạn. Không ngờ đâu. Còn một con cuối là con Jungle đúng không? Đúng rồi, còn cái con rùa. Con rùa với con cái sấu này không biết con nào đam khỏe người ta, anh nghĩ coi. Không, bây giờ chắc anh nghĩ là chắc con cá sấu này là ngon lành nhất em ơi. Mạnh như điện. Rồi cho các bạn xem là trên người nó mọc núm các kiểu rồi nè. Nắm rồi san hô rồi hoa rồi cái quả plant các kiểu. Ôi cái này là cái cây à, chứ không phải crystal, nãy mình tưởng đâu crystal. Ôi trên người nó có mấy cái con ấy đậu lên nữa nè. Cái đầu nó có mấy cái con đớp, cái con bọ nè. Ừ. Cái con bút đó. Mày bu ra đây. Cái xe nó là cái gì vậy ta? Kêu nó bắn độc á, để cho nó xỉu á. Bắn độc mấy con lăn cặn nó bị xỉu á. Ôi các bạn xem cái tay của nó nè. Dưới tay của nó cũng có gai nữa đó chứ. Con này đam khủng quá à má, quýnh cả chắc chết quá, làm chắc không xỉu nổi quá. Không biết đâu chết sau luôn. Này chúng ta quánh xỉu mấy boss xịn rồi sao. Dạ yeah. Ngon. Sắn quẩy. Quá xịn các bạn ạ. Ok thôi rồi rồi, chắc là anh em mình tạm dừng video tập này nhé các bạn. Mình nghĩ là nãy giờ tập này cũng khá dài đó. Cuối cùng ta cũng đã bắt được cái con dị hằng của tập này á. Tập sau anh em mình sẽ chiến tiếp tục cho các bạn xem. Tập này thu hoạch lớn đấy. Đúng rồi. Cái con này là giá trị nè. À đúng rồi, bán đi thôi, chắc chơi cho người đó đã. Bye bye tất cả các bạn nha. Nếu thích series video này nhớ cả like và sub giúp mình với em xin giùm nha các bạn. Thank you các bạn nhiều. Bye bye các bạn nha, hẹn lại các bạn ở clip sau nha. Như là vậy là kia độ 2 nên mình đó. Hẹn lại các bạn ở clip sau nha, bye bye. Bye bye các bạn. Quá yên. Cài giải lao 5 phút rồi, mình sẽ làm tiếp tục một tập nữa cho các bạn xem. Đúng vậy.